Ngô Thanh Vân quyết định ăn chay, thế là Huy Trần lại trở thành đầu bếp món chay ngang, lúc nào vào bếp cũng bị bà xã phá. Bún măng chay, giống cái bún măng vịt đó bà. Nhưng mà chay ngon lắm á. Mọi người, nước mình đang sôi đùng đục quá, cho rau củ mình vô. Không phải thêm. Nước dùng chay đa dạng này dùng được cho các nhiều món. Mà công nhận đồ ăn chay Việt Nam mình đa dạng thật. Muốn ăn cái gì cũng có và không bao giờ chán. Thơm quá ta, nào có ăn chồng. Kiên nhẫn, sắp xong rồi bà ơi. Sau gần một năm về cùng nhà, cuộc sống hôn nhân của Huy Trần và Ngô Thanh Vân vẫn luôn làm người hâm mộ phải suýt xoa. Đến cả khi mà Ngô Thanh Vân quyết định sẽ bắt đầu ăn chay thì Huy Trần cũng bắt đầu ăn uống theo khẩu vị của vợ và học làm rất nhiều món chay. Ngoài ra, cũng chia sẻ mình đang học nấu những món ăn Việt Nam và may mắn tìm được một người thầy giỏi. Nhưng anh cũng chia sẻ rằng cũng có tin vui dành cho mình chính là vì lý do sức khỏe nên bác sĩ bắt vợ mình phải ăn thêm một vài ngày mặn. Nên anh chàng lâu lâu vẫn được làm những món ăn mặn. Nhưng từ ngày lấy vợ, không ít người đùa rằng Huy Trần dạo này lạ lắm. Thay vì nam thần tự dưng, anh chàng lại thành người đam mê tấu hề. Nếu như không phải trổ tài diễn sức khi mà giả bộ thảy lên cao để chụp nhưng lại làm rơi. Rồi vợ kêu trả lời đợi một tí nhưng vẫn ôm cái chày và cái cối đang giã tỏi ớt ra ngoài ngồi vừa làm vừa xem TV. Dù là người thường xuyên vào bếp nhưng cũng có một vài bước anh chàng làm cũng không mấy là ổn, nhất là những pha bỏ nguyên liệu và nồi nước nào. Không phải văn tung tóe thì cũng rớt đổ tùm lum. Thế là anh chàng bị cộng đồng mạng trêu vì rõ là nấu món chay, tâm phải tịnh như nước, chứ đâu mà cứ mạnh tay như thế. Nhưng mà nói gì đến cộng đồng mạng khi mà cả Ngô Thanh Vân cũng không cản nổi. Vừa mới nói chưa hết câu anh đã tiếp tục quăng hết vào nồi. Nhưng mà việc làm vợ của Ngô Thanh Vân thấy cũng đơn giản. Chỉ cần nằm yên rồi đợi có cơm là được, lâu lâu đói quá thì hỏi thăm xem. Mà cũng vì rảnh quá nên cứ lâu lâu Ngô Thanh Vân lại đi lại trêu xếp nhà mình cho vui. Lúc thì hù dọa về mùi vị, khi lại tranh thủ phá lúc Huy Trần đang làm không để ý. Nhưng Huy Trần cũng không vừa. Anh chàng cũng thường xuyên trêu vợ của mình. Dù miệng thì bảo chỉ cần nhìn vợ ăn thôi là đã thấy vui rồi. Nhưng mà sơ hở vợ quay đi chỗ khác thì ăn mất miếng đó ngay trên muỗng của cô nàng. Hoặc là sau khi thấy vợ phá chỉ nhẹ nhàng dặn một câu là nhớ rửa bát khiến Ngô Thanh Vân phải lập tức mếu máu ngang. Nani? Hả? Nó ra rửa chén này. Tuy nhiên, cũng có lần cả hai bóc trần sự thật rằng sau khi tắt video thì người vào rửa bát vẫn là Huy Trần mà thôi. Và cũng không thể phủ nhận rằng Huy Trần cũng chịu khó vào bếp tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt. Anh còn cho biết, vợ hạnh phúc thì đời sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, mỹ nhân 8X nổi tiếng với hình ảnh chị đại trên phim trường, nhưng trong hôn nhân lại luôn nép mình bên ông xã. Qua các video đời thực, khán giả thích thú khi thấy hình ảnh nhẹ nhàng của Ngô Thanh Vân, luôn thưa dạ, đáp vâng với ông xã kém tuổi. Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cũng như cảm thấy ghen tị với cuộc hôn nhân này của cả hai. Còn bạn, bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!